Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam thợ camera lợi dụng việc lắp đặt cho cửa hàng đặc sản Hương Đà, Đà Nẵng để đột nhập, trộm cát sắt, lấy đi gần 300 triệu đồng. Người thợ sửa camera sau đó được xác định là Nguyễn Hồng Vương, 32 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Hồng Vương khai, từng lắp đặt sửa chữa hệ thống camera an ninh tại cửa hàng đặc sản Hương Đà, nên biết rõ ngóc ngách tại đây, nhất là nơi để tiền. Khuya ngày 15 tháng 5, Vương đến quán nước vỉa hè gần cửa hàng ngồi chờ. Khi nhân viên cửa hàng đóng cửa, tắt điện ra về, Vương chạy xe máy ra đường kiệt phía sau cửa hàng, dùng tua vít tháo 4 con vít của tấm tôn bảo vệ mặt cửa. Vương dùng dây kìm kéo mạnh tấm tôn để lộ tay nắm cửa bên trong, rồi mở chốt, đột nhập vào. Vương đến quầy thu ngân, lấy két sắt, rồi đến mở hộp đầu ghi dữ liệu camera. Cắt hệ thống dây, tháo lấy ổ cứng dữ liệu, sau đó bỏ trốn. Trên đường về, Vương dừng xe, dùng tua vít cậy mở két sắt, lấy 297 triệu đồng và vứt két sắt, vứt đầu ghi vào thùng rác. Ngủ dậy, Vương lấy 2 triệu đồng tiêu xài, nhưng sau đó cảm thấy hối hận nên mang 295 triệu đồng đi giao nộp và tự thú hành vi trộm cắp ở cửa hàng đặc sản.